Thưa quý vị và các bạn, luật lý lịch và hộ tịch có hiệu lực từ năm 2010. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân chưa hiểu rõ những quy định trong bộ luật này, như các thủ tục giấy tờ, xác minh, cấp phiếu lý lịch tư pháp, quy định về quốc tịch. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn những quy định của luật này, trong chuyên mục pháp luật và đời sống tháng 10 năm 2015, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn chùm tiểu phẩm xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tạo điều kiện cho những người nhầm bước đi cộng, tái hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn. Mà anh Tuấn ơi, cái lý tư pháp của em ấy, xin cấp, mất thời gian nhiều không anh? Đáng này. Dạ. Ôi, làm cái gì mà giật mình thế? Tương tư cô nào à? Dạ, tương tư cô nào được thì đã tốt anh ạ. Mà anh Tuấn này, anh là cán bộ tư pháp, anh có thể giải thích cho em một số vấn đề được không anh? Được rồi, cậu cứ hỏi đi. Chả là cái công ty ấy, em đang quyết định xin vào làm việc, họ yêu cầu em là phải có cái lý lịch tư pháp. Dạ, một thằng đã đi tù như em đang băn khoăn là không biết họ có nhận em vào làm việc nữa hay không. Tưởng chuyện gì, chuyện đó cậu cũng phải lo. Tôi hỏi cậu nhá, từ ngày ra tù về địa phương bây giờ 4 năm, cậu chưa vi phạm gì, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của nhà nước, lại đền bù đầy đủ cho người bị hại, đúng không? Dạ đúng ạ. Như vậy cậu đủ điều kiện, đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự. Người có đủ điều kiện có quyền đề nghị tòa án cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho mình. Nhưng mặt khác ấy, họ có thể yêu cầu Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia hoặc là Sở Tư pháp xác nhận việc đương nhiên xóa án tích thông qua đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Luật lý lịch tư pháp giao cho các cơ quan này có trách nhiệm chủ động xem xét việc xóa án tích đương nhiên cho những người đủ điều kiện, góp phần giảm bớt phiền hà cho người dân, ghi nhận việc xóa án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hòa nhập cộng đồng là một trong các mục đích của việc quản lý lý lịch tư pháp. Dạ, tức là trong cái phiếu lý lịch tư pháp của em ấy, họ ghi rõ là không có án tích phải không anh? Đúng vậy, luật mới này thể hiện tính nhân đạo, tạo điều kiện cho những người nhầm bước như cậu tái hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn. Dạ đúng quá, may quá em gặp được anh, được nghe anh giải thích. Tí nữa thì em đã bỏ lỡ cơ hội việc làm rồi. Mà anh Tuấn ơi, cái lý lịch tư pháp của em ấy, xin cấp có mất thời gian nhiều không anh? Đối với trường hợp thông thường ấy, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp là 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Còn trường hợp của cậu ấy, do phải xác minh về điều kiện, đương nhiên là được xóa án tích, nhưng mà thời gian kéo dài hơn, nhưng không quá 15 ngày đâu. Ôi trời ơi, may quá. Như vậy là em vẫn còn thời gian để nộp hồ sơ cho công ty. Ừ. Ôi anh ơi, em hạnh phúc quá. Như vậy có nghĩa là kể từ hôm nay em được làm lại cuộc đời rồi anh ơi. Chúc mừng cậu. Dạ, cảm ơn anh. Nào, 100%. Dạ. Nước chè 100% nhé. Em mời anh. Theo luật lý lịch tư pháp thì trường hợp của em Lan đang cư trú ở nước ngoài thì Sở Tư pháp nơi công dân Việt Nam cư trú trước khi xuất cảnh. Đối với gia đình nhà tôi thì không sao, nhưng những người kinh tế còn khó khăn mà muốn cấp cái phiếu này thì cái tiền kinh phí là cả một vấn đề đấy cô ạ. Chào cô Mai. Ôi dạ, chào bác ạ. Mời bác ngồi ạ. Thế hôm nay bác đến có việc gì thế hả bác? Tôi đến xin cái lý lịch tư pháp của cháu Lan nhà tôi. Ôi bác ơi, Ủy ban nhân dân phường không có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp đâu bác ạ. Thế ở đâu hả cô? Theo luật lý lịch tư pháp thì trường hợp của em Lan đang cư trú ở nước ngoài thì Sở Tư pháp nơi công dân Việt Nam cư trú trước khi xuất cảnh là cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp, tức là Sở Tư pháp của thành phố mình đấy bác ạ. Vậy thủ tục xin cấp cũng phức tạp lắm cô.
Bác chỉ cần điền thông tin và tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu có sẵn, rồi bác chuẩn bị bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu của em Lan và bản sao sổ hộ khẩu. Tất cả những giấy tờ đó này bác nộp tại Sở Tư pháp thành phố và đợi cho đến ngày lấy phiếu lý lịch tư pháp như đã hẹn. Thời gian có lâu không cô? Thời gian giải quyết là 10 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được yêu cầu hợp lệ. Còn trong trường hợp công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày. Thế tôi đi làm giúp cho cháu Lan nhà tôi có được không cô? Dạ, được chưa ạ. Người có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mà không có điều kiện đi làm trực tiếp thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đi làm thay mình. Riêng đối với những trường hợp mà là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần giấy ủy quyền mà ngoài những giấy tờ như cháu vừa nói. Bác chuẩn bị tiền để nộp lệ phí nữa nhé. Thế có nhiều không cô? 200.000 đồng đối với một lần cấp phiếu lý lịch tư pháp bác ạ. Riêng đối với những trường hợp là học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thì lệ phí là 100.000 đồng một lần cấp. Nhưng mà nếu bác đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu ấy thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi thì bác sẽ phải nộp thêm 3.000 đồng một phiếu cho mỗi một lần ạ. Đối với gia đình nhà tôi thì không sao, nhưng những người kinh tế còn khó khăn mà muốn cấp cái phiếu này ấy, thì cái tiền kinh phí là cả một vấn đề đấy cô ạ. Nhà nước ta đã tính hết các trường hợp rồi bác ạ. Người thuộc hộ nghèo, người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được miễn lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp bác ạ. Thế là tôi thông rồi, cảm ơn cô nhé. Thôi chào cô, tôi về để chuẩn bị lên Sở Tư pháp thành phố. Dạ vâng, chào bác ạ. Nhé. Dạ. Tôi và con trai tôi đã nhập quốc tịch ở Pháp. Nay tôi muốn nhập lại quốc tịch Việt Nam cho cháu. Việc này thì hỏi cán bộ tư pháp biên thôi. Ông ấy tốt với mọi người lắm. Tôi có tài liệu đây. Tôi sẽ đọc để chị Xu hiểu. Mời anh Lành nhé. À, cô xin Xu. Anh Lành này, như anh Lành đã biết đấy. 8 năm trước, tôi có lấy chồng là người nước ngoài. Tôi và con trai tôi đã nhập quốc tịch ở Pháp. Nay tôi muốn nhập lại quốc tịch Việt Nam cho cháu, để thuận tiện cho việc sinh hoạt cũng như học tập ấy. Nhưng tôi lại muốn giữ lại quốc tịch Pháp cho cháu, để thuận tiện sau này nữa. Tôi nhờ anh Lành hỏi giúp tôi xem có giữ được 2 quốc tịch cho cháu không? Thủ tục và điều kiện như thế nào nữa nhé? Việc này thì hỏi cán bộ tư pháp biên thôi. Ông ấy tốt với mọi người lắm. Ông ấy hay giúp bà con mình các loại thủ tục về pháp luật ý. Thôi, mai ngày này nghỉ ý. Tôi sẽ qua nhà cán bộ miên. Mời cán bộ miên qua đây để giải thích rõ hơn cho Xu hiểu. Thế thì cảm ơn anh Lành nhiều lắm. Thôi, bây giờ tôi công việc, tôi phải về. Mai gặp nhau nhá. Anh Lành ở đây chơi đã. Thôi, tôi phải về đây. Tôi đi nhá. Cảm ơn anh Lành. Xu ơi, cán bộ Miên tới rồi, mời cán bộ Miên. Chào anh Lành. Chào cán bộ Miên. Chào chị Xu. À, hôm qua là đã nghe anh Lành trao đổi về chuyện của chị Xu, thế cho nên hôm nay sang giải thích để cho chị Xu hiểu. Tốt quá, cảm ơn cán bộ. Tôi có tài liệu đây, tôi sẽ đọc để chị Xu hiểu. Theo điều 35 luật quốc tịch Việt Nam quy định, khi có sự thay đổi về quốc tịch do nhập trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam của cha mẹ thì quốc tịch của con chưa tới tuổi vị thành niên khi sống cùng cha mẹ thì quốc tịch cũng được thay đổi theo quốc tịch của họ. Khi chỉ cha hoặc mẹ được nhập trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam hoặc mất quốc tịch Việt Nam nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ. Trường hợp cha hoặc mẹ được nhập trở lại quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam
Nếu cha mẹ không thỏa thuận bằng văn bản về việc giữ quốc tịch nước ngoài của người con. Nhưng tôi đã thôi quốc tịch Việt Nam rồi mà. Thì làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam có khó gì đâu. Đây, theo điều 23 của luật này thì người đã mất quốc tịch Việt Nam theo điều 26 mà thuộc trường hợp xin hồi hương về Việt Nam có vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ là công dân Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì được xem xét nhập trở lại quốc tịch Việt Nam. Thế luật có bắt phải thôi quốc tịch nước ngoài không ạ? Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những trường hợp sau đây. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được chủ tịch nước cho phép, đó là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam có công lao đặc biệt, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nếu được chủ tịch nước cho phép thì chị Su cũng không phải thôi quốc tịch Pháp vì bố mẹ chị vẫn là người Việt Nam. Bây giờ thì tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Sắp tới mà tôi làm mấy cái thủ tục này chắc phải nhờ đến cán bộ Miên đấy ạ. Tôi được nhà nước trả lương để giúp bà con về luật mà. Có việc gì mà khó hiểu thì chị Su cứ hỏi, nếu giúp được tôi sẵn sàng giúp ngay. Vậy cảm ơn cán bộ Miên nhiều lắm. Không có gì. Đấy, tôi bảo rồi mà. Chương mục Pháp luật và đời sống đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.